Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, luận giải về vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi bằng cách lập lá số tử vi với thiên bàn, địa bàn và các cung sao căn cứ vào giờ, ngày tháng năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi giúp chúng ta có những dự đoán được vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc hay thậm chí là những tai ương của bản mệnh, từ đó đưa ra những biện pháp hóa giải để thay đổi mọi người được thành công và hạnh phúc. Và trong tiếp chuỗi video luận giải tử vi gia chủ từng tuổi, ngày hôm nay chúng ta cùng luận giải cát hung nạp vận như gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 12 âm lịch. Đồng thời cùng nghe những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu xem những gia chủ tuổi Canh Tuất cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới. Và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn. Quý vị hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi ngay sau đây. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 12, tức ngày 20 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý nhiều tới sức khỏe, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 12, tức ngày 19 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 12, tức ngày 31 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ không hoàn toàn tốt đẹp như mong muốn. Kỷ âm thổ gặp tuất xung thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Canh Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất, những người tuổi Canh Tuất
lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Như vậy, họ mới có thể làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong tháng này, các gia chủ Canh Tuất sẽ cần chú ý ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Canh Thìn. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Canh Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh. Sự nghiệp của tuổi Canh Tuất. Tháng này, những người tuổi Canh Tuất rất bận rộn, đến mức hầu như không có cơ hội để suy nghĩ về tương lai hay những chuyện khác ngoài lề. Các sự án lớn phức tạp sẽ lần lượt chờ đợi bạn giải quyết. Bạn là người cuồng công việc nên thời điểm này là cơ hội tốt để chứng minh thực lực. Nhưng tốt hơn hết, vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những bối rối và bất lực. Một số người tuổi Canh Tuất đang có suy nghĩ nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Thời điểm này chưa thích hợp, sẽ rất khó để tìm được công việc như mong muốn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm rất nhiều, phải tăng ca làm liên tục, nhưng cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Chính vì vậy, trong thời gian này, những gia chủ Canh Tuất cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất để kích hoạt con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Canh Tuất. Người tuổi Canh Tuất trong tháng 12 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập. Tùy bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để giải quyết, đạt được mục tiêu mình mong muốn. Nhưng đôi khi, những gia chủ tuổi Canh Tuất lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công, tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng đến mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của tuổi Canh Tuất không được tốt. Do bị ảnh hưởng bởi công việc nên bạn trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân. Vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục khiến hòa khí trong gia đình bất ổn. Tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí người bạn đời để hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt, giỏi giao tiếp. Việc mở rộng mối quan hệ là cơ hội tốt để bạn phát triển công việc. Sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ rất nhiều, hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng. Ngoài ra, người tuổi Canh Tuất nên sử dụng vòng tay tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất giúp chiêu quý nhân, hòa hợp vợ chồng, tăng cường tình cảm gia đạo. Sức khỏe của tuổi Canh Tuất. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Canh Tuất khá ổn định. Người tuổi Canh Tuất có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Nhưng gia chủ tuổi Canh Tuất không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn đang sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Canh Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức.
Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với anh chị và các bạn về vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất trong tháng 12 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Canh Tuất cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và các khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 12 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.